Bây giờ Jin có thể giới thiệu cho mẹ biết là Jin đang làm cái gì không? Đây con là một chiếc máy giặt đấy ạ. Một chiếc máy giặt đấy à? Vâng ạ. Thế cái này giặt đồ chơi cho quần áo của Emmy à? Cho quần áo của búp bê à? Vâng ạ. Jin có thể cho mẹ biết Jin đã tận dụng những cái thứ gì để làm ra cái máy giặt này? Cái này chính là con lấy từ cái con em bé mà hôm mà đã mua từ lâu rồi mà bố cắt điện đi nên con mới lấy ạ. Cái đấy là cái gì hả con? Cái đấy à, cái này cho em bé à? Ừ. Cái của em, cái nó từ em bé nhưng mà rồi em mà bố bê, đồ chơi rồi. Còn đây là một chiếc motor. Motor này từ đâu ra? Motor này từ xe ô tô màu xanh. Nè, xe đã hỏng chưa mà con lại tháo rồi? Xe đấy bị mất một bánh rồi ạ. Đúng là con lấy từ cái kẹo cao su, con lấy từ cái hộp kẹo cao su ạ. À, cái lồng giặt này từ kẹo cao su à? Vâng. Còn cái này thì con lấy nó từ cái mảnh vỡ của cái đài Texan ấy. À, đài radio Texan hả? Vâng, đài mà bị mất cái vỏ đấy. Ừ. Còn cái này con lấy từ cái bộ kỹ thuật lớp 4 ạ. À, từ bộ kỹ thuật lớp 4. Ừ, thế con là cũng biết tận dụng đấy chứ nhỉ? Vâng.